đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức thơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật quyết đâu em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhiệt sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ yêu đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình.
tàu che gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi, ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khóc đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Chào đón sự hiện diện đông đủ của toàn thể các cụ, các bà, các vị khách quý, quan viên hai họ. Chúng ta đang có mặt tại khán phòng rất xinh đẹp, lãng mạn tại Tư Gia, gia đình nhà trai. Trong ngày vui hôm nay, gia đình nhà chú rể Châu Kiên, để chúng ta cùng đến với nghi lễ báo hỷ của đôi bạn Châu Kiên và Yến Ngân. Và lời đầu tiên, Trần Tiến rất vui khi là người kết nối yêu thương trong chương trình lễ báo hỷ ngày hôm nay. Xin phép được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, quý vị thân mến, mà theo quy luật của tự nhiên thì như chúng ta đều biết thì cây lớn lên phải đơm hoa kết trái, đúng không ạ? Và con người chúng ta khi đủ trưởng thành thì cũng tính chuyện trăm năm và cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đôi bạn Châu Kiên và Yến Ngân sau một thời gian khôn lớn, trưởng thành thì họ cũng phải đi tìm cho mình một nửa yêu thương. Và sau một quãng thời gian tìm hiểu, đúng không ạ, quen biết thì đến nay họ đã chính thức về chung một nhà để cùng xây đắp một hạnh phúc cho riêng mình. Và như chúng ta cũng đều biết rằng do điều kiện dịch bệnh Covid diễn ra nên là họ cũng chưa có dịp được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến để cùng chung vui, ăn với gia đình một bữa cơm thân mật trong ngày mà họ về chung một nhà. Nhưng họ đã được hai bên gia đình tác hợp và tổ chức lễ vu quy cũng như lễ thành hôn ở phía Tư Gia hai bên gia đình. Và ngày hôm nay là ngày tổ chức lễ báo hỷ để mời toàn thể những người thân, những người bạn thân thiết nhất của cô dâu chú rể để đến để cùng chung vui, để chứng kiến
cho hạnh phúc của họ, để họ cùng nhau xây đắp một gia đình, để họ cùng nắm tay đi đến chọn cuộc đời này. Quý vị thân mến, và có lẽ rằng bây giờ Trần Tiến mong rằng tất cả hồi hôn chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả chúng ta, cũng như chương trình xin được phép bắt đầu. Vâng, quý vị thân mến, và những làn pháo điện đang bắn lên rất cao, rất đẹp, và nó tượng trưng cho những vì sao chứng nhân đang chứng nhân cho tình yêu của hai bạn, để họ sẽ nắm tay nhau đi đến chọn cuộc đời, đi đến hết con đường tình yêu và hạnh phúc. Quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này, chúng tôi thấy được một chàng trai rất là lịch lãm, phong độ trong bộ vest cưới của một chú rể hiện đại, đúng không ạ? Và một cô dâu cũng rất duyên dáng, dễ thương và xinh xắn, không mặc bộ váy trắng, mà cô dâu ngày hôm nay diện một bộ cánh đỏ, đúng không ạ? Đó có lẽ là nét phong tục truyền thống của một người con gái miền Trung, đúng không ạ? Miền Trung. Vâng, mà cô dâu chúng ta chắc chắn là toàn thể hội cũng biết rồi, nhưng mà Trần Tiến xin phép được giới thiệu một lần nữa. Cô dâu đến từ quê hương Bình Định, quê hương nổi tiếng với đặc sản đó là rượu bầu đá, đúng không ạ? Vâng, quý vị thân mến, và để có được ngày vui hôm nay cũng phải nhắc đến công ơn của những bậc làm cha làm mẹ, những người đã sinh thành dưỡng dục để cô dâu chú rể có được ngày vui hôm nay để hiện diện trước toàn thể quý vị để cùng xây đắp một hạnh phúc gia đình. Và nhân giây phút này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu đại diện của hai bên gia đình, đó là hai người mẹ của cô dâu và chú rể, cũng như hai vị đại diện trưởng đoàn sẽ cùng trở về sân khấu lễ đài hạnh phúc để cùng ra mắt hiện diện. Và quý vị, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Chính là trái tim của người mẹ và ngọn lửa ấm áp nhất, đó chính là ngọn lửa của tình cha, đúng không ạ? Và ngày hôm nay họ cũng rất vui khi được nhìn thấy các con của mình khôn lớn, trưởng thành. Đại diện gia đình nhà trai đó là mẹ chú rể, đúng không ạ? Là bà Nguyễn Thị Liên và cậu Việt, đó là đại diện cho gia đình, xin phép được cúi chào ra mắt toàn thể hội hôn. Vâng, bên phía nhà gái xin được trân trọng giới thiệu bậc thân sinh ra cô dâu, đó là bà Nguyễn Thị Hồng, và đại diện đó là anh trai của cô dâu, anh Nguyễn Công Thành, xin phép được cúi chào các vị khách quý. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay lời quý vị sẽ chúc cho hai bên gia đình sẽ mãi mãi tình sâu đậm đà, hai nhà như một, để vun vén hạnh phúc cho đứa đôi bạn Châu Kiên và Yến Ngân được bên nhau đến chọn cuộc đời này. Và một lần nữa, chúng ta hãy đổ những tràng pháo tay để chúc cho họ duyên đẹp, tình hồng và yêu không biên giới. Và sau đây, Trần Tiến xin mời đại diện hai bên gia đình. Đó, đầu tiên đó là anh trai sẽ đại diện cho nhà gái mình, đúng không ạ? Và cậu Việt sẽ cùng tiến lên phía trước một bước, dành những cái bắt tay thật nồng thắm để kết giao tình thông gia. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho hai bên gia đình. Vâng ạ, cảm ơn rất nhiều. Và bên phía đàn gái thì xin trân trọng kính mời hai mẹ sẽ cùng tiến lên phía trước đi. Và phụ nữ thì cái ôm chắc chắn là nó sẽ ngọt ngào và nồng thắm hơn, đúng không ạ? Và hai mẹ hãy cười thật tươi lên ạ. Và cái ôm này có xứng đáng một tràng pháo tay từ phía quý vị không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, hai mẹ cười rất tươi, đúng không ạ? Vâng, quý vị thân mến, và một điều đặc biệt mà Trần Tiến muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày vui hôm nay, đó là trong đại dịch Covid thì hai bạn cũng tổ chức lễ vu quy và lễ thành hôn và được hai bên gia đình tác hợp. Chính vì vậy, thời gian trôi qua đã rất dài nên là hai bạn cũng đã có một món quà đặc biệt mà Thượng Đế đã ban tặng xuống. Đó là một cháu bé bây giờ đã được 7 tháng tuổi, gương mặt rất giống ba, còn đôi mắt thì rất giống mẹ. Và chúng ta hãy cùng hướng ra phía ngoài cổng hoa để cùng chào đón thiên thần bé nhỏ đã đến với cô dâu chú rể trong một thời khắc đất nước và toàn thể thế giới cùng hứng chịu một đại dịch rất lớn. Nhưng bé gái được sinh ra rất xinh đẹp và cáo hình. Chúng ta cùng chào đón bé gái. Món quà của Châu Kiên và Yến Ngân sẽ cùng trở về sân khấu ra mắt hiện diện. Một tràng pháo tay thật lớn từ phía tất cả quý vị. Và rất nhiều ánh mắt đã nhìn vào cháu bé, đúng không ạ? Và cháu bé cũng nhìn mọi người rồi. Vậy một tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị dành cho những cái nhìn rất thân thương này ạ. Vâng, thưa quý vị, và có một nhà văn đã nói: những đứa trẻ sinh ra đó là một món quà rất vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho hai người, đó là người cha và người mẹ. Nó sẽ cùng gia đình xây đắp một mái ấm, sẽ cùng chia sẻ buồn vui, và chắc chắn rằng nó sẽ đem đến những điều rất thú vị trong cuộc sống này, đúng không ạ?
một điều hết sức tuyệt vời mà tức là cháu bé đã mang đến một cảm xúc rất là thăng hoa. Chắc chắn gia đình mình sẽ thực sự ấm cúng và chắc chắn sau này nữa thì sẽ có những bé xinh đẹp kháu khỉnh nữa sẽ đến với gia đình mình, đúng không ạ? Và một lần nữa chúng tôi muốn rằng quý vị sẽ dành những tràng pháo tay để chúc cho gia đình sẽ có thêm những bé xinh đẹp và kháu khỉnh sẽ bên gia đình để xây đắp một hạnh phúc dài lâu, để gia đình sẽ thực sự phồn vinh và hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn nữa từ phía tất cả quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi muốn quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng chứng kiến những nghi lễ rất ý nghĩa nữa để họ tiếp tục nắm tay nhau để cùng sẻ chia trong cuộc sống này. Xin mời con dâu chú rể sẽ cùng tiến ra phía tháp bánh. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc cùng nâng ly, cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu, mình chia sẻ bao vui buồn, ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, hạnh phúc. 1, 2, 3, hôn dâu lớn ạ, go! 2, 3, go! 2, 3, uống, xin mời chúng ta cùng cùng lên. Xin mời cả gia đình mình cùng cùng đi và uống cạn ly rượu này. Hôn dâu chúng ta sẽ khoát tay nhau ạ. Khoảnh khắc rất yêu thương và rất tuyệt vời. Xin mời cả gia đình mình cùng cụm nào. Giới thiệu và kính mời ý kiến phát biểu từ phía đại diện bên phía gia đình nhà gái, đó là anh trai của cô dâu sẽ có thay lời cho gia đình có đôi lời phát biểu. Kính thưa tất cả các cụ ông cụ bà, các cô dì chú bác cùng toàn thể quý vị quan khách đã có mặt tại buổi lễ báo hỷ của con em chúng tôi. Thay mặt cho gia đình nhà gái đến từ Bình Định, lần đầu tiên tôi không có gì xin kính chúc toàn thể các cụ ông cụ bà, quý cô dì chú bác cùng toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách các cụ ông cụ bà rất nhiều. Và một lần nữa xin kính chúc cho tất cả các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác lời kính chúc sức khỏe, chúc có một buổi tiệc thật vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em các công các cô cụ bà trong buổi tiệc em có nghỉ của cháu Kiên nhà chúng tôi hôm nay, thì tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chúc tất cả anh các ông cụ bà, các anh chị em trong hội trường ngày hôm nay có một sức khỏe tốt và an khang và thịnh vượng. Mong tôi cũng có lời cảm ơn tới tất cả các anh em hội trường Việt Nam ngày hôm nay đã về chủ dự với gia đình nhà chúng tôi chung vui với nhau với quan hệ chén rượu anh nhà. Xin chân thành cảm ơn. Trong hội trường ca hôm nay có nghĩa là cùng với tôi bắt nhịp rô một chàng anh em uống cho nó ngon miệng nhá. 1, 2, 3 rô. 1, 2, 3 rô. 2, 3 uống.
mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3, vô. Sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động. Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có sáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hỏi vì sao? Vì em đẹp nhất đêm nay. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động. Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân
với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên